này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành tĩ giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì nếu tỷ giới viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là tỷ giới cũng chẳng hành như thế là hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành hương giới tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì nếu hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng hành như thế là hành Bát nhã Ba la mật đa này thiện hiện đại bồ tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa nếu chẳng hành thiệt giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành Bát nhã Ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì nếu thiệt giới viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là thiệt giới cũng chẳng hành như thế là hành Bát nhã Ba la mật đa nếu chẳng hành vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao này thiện hiện? Vì nếu vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng hành như thế là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành thân giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao này thiện hiện? Vì nếu thân giới viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là thân giới cũng chẳng hành như thế là hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa vì sao? Này thiện hiện, vì nếu xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn, đều chẳng gọi là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng hành như thế là hành bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành ý giới viên mãn và chẳng viên mãn là hành bát nhã ba la mật đa, vì sao này thiện hiện vì nếu ý giới viên mãn và chẳng viên mãn đều chẳng gọi là ý giới cũng chẳng hành như thế là hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn, là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện. Vì nếu pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra viên mãn và chẳng viên mãn, đều chẳng gọi là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng hành như thế là hành bát nhã ba la mật đa.